Tối ngày 23 tháng 11, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh BC07 đã tiến hành phá một tổ ong vò vẽ khổng lồ có đường kính hơn 1 mét, treo lơ lửng trên cây dầu cao hơn 30 mét tại khuôn viên của Thảo Cầm Viên Sài Gòn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Nhận thấy đây là tổ ong có nhiều cá thể ong vò vẽ lớn và rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến nhân viên và du khách tham quan, nên lực lượng đã tiến hành tháo dỡ tổ ong vào ban đêm. Khoảng 17 giờ 30 phút, một xe thang chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng BC07 đã có mặt tại hiện trường. Để đảm bảo an toàn, các chiến sĩ tham gia tháo dỡ được trang bị đồ bảo hộ và khu vực xung quanh được phong tỏa nghiêm ngặt. Khoảng 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành dùng xe thang tiếp cận tổ ong, sau đó dùng vật lớn và lưới để khống chế, ngăn không cho ong bay ra ngoài. Mọi thao tác đều phải chính xác. Khoảng 30 phút sau, tổ ong được tháo dỡ an toàn. Hiện tổ ong vò vẽ này đã được bàn giao cho Thảo Cầm Viên Sài Gòn để tìm cách xử lý.